tải trọng được với cái bình đẳng tánh trí đó. Thì thế là mày gọi là đạo Phật. Dạ. Còn mà mình chưa sống được theo như tăng như vậy là theo cái cách của sư Minh Tuệ, vậy là ép xác hả? Đúng rồi, ép xác tu của anh ép xác. Nhưng mà cái thân này không có tôi. Cái thân này không có tôi gì cả. Mà tôi là do nên mình tưởng ra. Nghĩa là mình dùng cái tấm vọng tưởng đấy. Nghe đến cái tấm vọng tưởng chưa? Dạ chưa. Bởi vì bọn con là không có theo, không phải tu hay bên đạo. Dạ vâng, nên là bọn con không có hiểu về bên đó. Nghĩa với hai cái từ cực đoan đó đúng không thưa? Ừ. Ủa vậy là thầy là... thầy sư Minh Tuệ tu theo Đức Phật. Ủa như vậy là đúng hay sai chứ? Sư đã nói không đúng không sai rồi. Rồi bây giờ hỏi lại thêm một lần nữa. Đúng không? Dạ. Bởi vì cái nguyên của ai tu sư nói là tu ép xác là như thế nào chứ? Con lỗi tu của Đức Phật đó, thì bình đầu Đức Phật cũng là tu khổ hạnh 6 năm trong rừng già. Nhưng mà cuối cùng tí nữa là bỏ mạng đấy. Tí nữa là bỏ thân mạng. Cuối cùng được một cô gái chăn dê cho một ly sữa. Cho một ly sữa. Và Đức Phật uống một ly sữa dê đó, tỉnh táo người lại và xuống sông Hoàng Tắm. Khi đó mới lên, mới ngồi dưới cái gốc cội Bồ Đề đấy. Đấy, 49 ngày. Quán chiếu lại, soi lại cái tâm mình. Coi thử cái gì nó trói cột tâm mình. Thì sau 49 ngày, tức là ráng ngày thứ 50, thì Đức Phật mới thấy được, mới giác ngộ được. Đấy. Thì khi mà Đức Phật giác ngộ rồi á, thì Đức Phật khi đó mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như ta. Ai ai cũng có Phật tánh như ta cả. Nhưng mà do mình sống theo cái bản ngã, sống theo cái tấm vọng tưởng, cho nên mới bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Đúng không? Cho nên có vui, có buồn, có khổ, có cực đấy. Tùy theo nghiệp của mỗi người mà mỗi người gánh lấy thôi. Đấy, anh này không khác anh này cũng không giống anh này đấy. Tất cả mọi người đều khác. Bởi vì mỗi người sống theo một cái tư tưởng khác nhau. Và có một cái nhân quả khác nhau. Đấy. Cho nên có người giàu sang bởi vì người ta làm phước nhiều. Còn có nhiều người nghèo khổ bởi vì do tấm kéo kiệt quá. Đấy, không biết đang cho ai, mình chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thôi. Thì những con người đó đời sau là bị khổ. Đấy, cái nhân cái quả khổ. Chứ mình chết là không hết. Chết là cái linh hồn đi mượn cái thân khác, gọi là đầu thai. Chứ mình chết là không hết đâu. Nhưng mà sư cho em hỏi là sư vừa nói là ai giàu có là do làm phước nhiều. Không, giàu có mà mình biết mở cái tấm ra, biết thương yêu người, biết hòa đồng với người thì khi đó mới có phước. Nhưng mà phước ở đây là do phước đời trước của mình hay là phước ở thời hiện tại ? Phước cái kiếp này mình hưởng quả là phước của kiếp trước. Và chứ bởi vì bây giờ em thấy sư nói là, con thấy sư nói bảo là bây giờ những người làm phước nhiều, làm có nhiều tiền là do họ có phước, thì con thấy những cái người họ giàu chứ chắc họ tâm họ đã thiện. Thì sư suy nghĩ như thế nào về câu nói này? Đúng rồi, bởi vì như thế này. Một kiếp người chúng ta khi mà tái sinh lại cái kiếp người á, là chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái nhân. Tức là mình giết một con gà thì mình phải trả lại một cái mạng con gà đã. Mình giết một con heo thì mình phải trả lại một cái mạng con heo đã. Thì mình suốt đời của mình ăn bao nhiêu con thì mình phải trả biết bao nhiêu con đó. À vậy thì có thể sư lại giống một cái câu nói ở đây là nếu như đi hát karaoke nhiều đời sau sẽ bị câm. Không. À đấy là không phải. Không phải. À thế con tưởng là bây giờ đấy đó nhưng là chẳng qua là mình giải trí cái đầu óc thôi. À nhưng mà con thấy có con biết đôi khi mình mà chống đối người khác thì đó là mình đang gieo nhân. Bởi vì là bây giờ cái thứ nhất là về luật nhân quả thì nó có nhiều theo kiểu nhiều hướng để hiểu khác nhau. Nhưng mà như sư nói thì em cũng có thể hiểu được rằng là bây giờ cũng như là mình gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đấy. Đúng. Mình giống như mình đang hát karaoke vậy, rồi có người nào gây rối mình mà mình lại gây rối lại người ta. Rồi hai bên mất hòa đồng để đánh nhau. Thì đó là bắt đầu hai bên đang gieo nhân quả với nhau đấy. Và sư cho em hỏi là như ví dụ như là sư đây đang tu theo con đường của sư, nó có khác với con đường mà thầy Minh Tuệ đang theo không ạ? Nói chung cái khác thì cũng không khác mà cũng không giống. Thì sư có thể nói rõ hơn bởi vì tất cả mọi người ở đây thì đều không hiểu. Bởi vì không... mùi trong cái pháp của Đức Phật dạy thì có 84.000 pháp. Thì 84.000 pháp đó tùy thuộc căn cơ của mỗi người. Của mỗi người, người nào thích là mình thuần theo cái pháp nào thì mình học cái pháp đó.
Đấy. Con đến cái con đường mà chánh đẳng chánh giác để giải thoát ấy. Dạ. Thì con đường đó mình là bao nhiêu người cũng phải về con đường đó. Dạ. Nhưng mà sư cho con hỏi là tu 13 khổ hạnh hay là tu một ngày một bữa như vậy á, thì cái sư nhận xét như thế nào về cái việc tu 13 khổ hạnh? Nếu mà nói khổ hạnh thì nhiều lắm, chứ không phải nói 13 đâu. 13 chưa đủ đâu. Dạ. Khổ hạnh nó phải 84.000 cái niềm khổ của mình phải vượt qua 84.000 cái niềm khổ đó. Chứ không phải 13 đâu. Giống như tu khổ hạnh, mình đang sống theo cái lối bản ngã đúng không? Thích ăn ngon, thích mặc đẹp. Dạ. Mà bây giờ mình tu đi về với đạo Phật thì mình phải buông bỏ đi cái thói quen ăn ngon đó. Có phải khổ hạnh không? Dạ. Rồi thích mặc đẹp, như bây giờ mình mặc cái áo bên mấy cái rẻ bên đường mình kết lại mình mặc thì có phải khổ hạnh không? Dạ. Đúng không? Không làm theo lối bản ngã nữa, mình quay ngược lại với cái tâm chân thật. Đấy. Cái tâm mà tâm tùy duyên đấy. Thì đấy thì mình phải chịu đựng, phải buông bỏ những cái đó, không phải là khổ hạnh sao? Yeah. Đấy, khổ hạnh nhiều lắm chứ không phải là 13 đâu. Nhưng mà ngày hôm nay là sư đến để đi cùng sư Minh Tuệ hay là như thế nào sư? Đến để thăm đồng đạo. Thăm đồng đạo hay là bây giờ sư có vào trong chưa hay là sao giờ có tiếp cận chưa? Vào rồi. Sư cho em hỏi là bây giờ hiện tại thì sư đang ở đâu ạ? Sư đang ở trong chùa. Trong chùa. Và hôm nay sư đến đây với cái mong muốn là để thăm thầy Minh Tuệ hay là đến đây với cái lý do? Thăm đồng đạo thôi. Vâng. Có đi bộ hành cùng thầy Minh Tuệ không? Không. Và hiện nay cũng có nhiều những cái sự thắc mắc là tại sao không tu ở trong chùa, không tu ở trên hang đá mà lại tu theo kiểu bộ hành, thì sư có thể là giải thích cái điều này cho tất cả mọi người được biết không ạ? Cái đó là một cái hành nguyện của mỗi người. Khi này sư đã nói quá rồi. Dạ. Cái đó không thể ai giống ai được, giống như nhân quả vậy, không có ai giống ai được. Nhưng mà con, theo con được hiểu thì nếu như mà tu để mình thiền mà mình ngồi ở một chỗ, nó khác với hành là mình phải đi thực hành. Thiền không phải là ngồi nằm. Mình sẽ ngồi theo kiểu ở một chỗ. Nhiều người bảo là sẽ tu ở trong một cái hang đá nào đó hay là tu ở trên chùa. Nhưng mà theo như cách mà thầy Minh Tuệ đang đi theo thì không phải là ngồi ở một chỗ mà phải đi. Cái này là nói về cái hình tướng của thế gian. Tức là cái hình tượng của thế gian này nói nên cái pháp môn là nó không trú vào bất kỳ một cái niệm nào cả. Vâng. Có hiểu được không? Nghĩa là mình cố chấp vào một cái niệm nào đó là mình cắm cái chui đó và mình ở đó rồi. Dạ. Yeah. Còn mà mình không chấp vào một cái niệm giống như anh chửi tôi không chấp vào cái lời nói của anh. Dạ. Yeah. Thì tôi lượt qua. Yeah. Tôi không cắm chui đó nữa, tôi không ngồi đó. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy thì cái chỗ mà sư Minh Tuệ đi ngày nay ngồi chỗ này, ngồi qua má chỗ, ngồi chỗ khác thì đi dọc theo nước như vậy là nói cái chỗ đó là tất cả các pháp đều không bị kẹt. Dạ. Nói về cái vô vi đấy. Còn về cái hình tượng đó là nó hiểu vi. Đấy. Cái hiểu vi mình thấy. Còn cái vô vi là mình không thấy. Yeah. Mình tu tập mình mới thấy. Dạ. Yeah. Đạo của sư là đạo nhân quả hả sư? Không. Rồi làm gì có đạo nhân quả. Mà đạo nhân quả là trong kinh Đức Phật đã nói rõ rồi. Trong đó nói nhân quả rõ ràng. Không, ở đây nhân quả là... khác mà đạo nhân quả khác. Nhân quả là nó khác với một nhân quả là mình gieo nhân đạo. Cái đó là chẳng qua người ta lập ra một cái nhóm mới hay là một cái tổ chức mới nào đó thì sư không biết. Nhưng mà sư là thuộc bên Phật pháp nào sư? Không thuộc về chỗ nào cả, Đức Phật nói rồi. Nghĩa là mình mà đã học tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và tối thượng thừa. Thì bốn thừa này á, tùy theo căn cơ mà học. Còn mình học tiểu thừa mà chế trung thừa không được. Mà học trung thừa chế tiểu thừa không được. Đúng không? Nhưng mà con thấy sư đã bảo là sư đang ở trong chùa. Thì đúng. Sư có phải là thuộc về Phật pháp hay là thuộc về giáo hội Phật giáo? Không, sư là không thuộc về giáo hội. Mà sư là... cũng là phát nguyện đi tu và tự xây chùa. Là giống như kiểu là mình tự tu tại gia, nhưng mà cái nơi đó là mình tự phát nguyện xây chùa. Chùa. Vậy là giống như vậy là gọi là sư là trụ trì đấy. Cũng chó là như đấy thì bây giờ con gọi sư là trụ trì. Chủ trì cái tấm mình đó. Dạ. Con chủ trì cái chùa nó cũng tốt đó. Dạ. Mà vậy là sư có nhiều đệ tử không? Hả? Sư có nhiều không, đệ tử. Sư không nhận đệ tử. À, không nhận đệ tử. Chỉ có ai tới sư tư vấn là về tu học thôi. Chứ không bắt buộc là làm đệ tử.
Như như sư có thể cho em hỏi là nếu ví dụ như là như sư phát nguyện đi tu hay là mình tu theo cách tại gia hay là đi bộ hành thì như cái mức nào thì gọi là cao, đạt ở cái mức cao của mức mà đạt cái mức cao nhất là buông hết bản ngã. Là cái chỗ đó là chỗ cao nhất. Nhưng mà ai có thể đánh giá được cái buông hết bản ngã? Chính mình đánh giá, không có ai đánh giá được. Dạ. Yeah. Thì như cái cách tu của sư Minh Tuệ á, thì sư có cho cái ý kiến gì đến cho mọi người, đến khán giả, đến với Phật tử đại chúng không? Thì sư Minh Tuệ đang khổ hạnh đau đa, thì cái hộp khổ hạnh đau đa này, cái này sư đã nói rồi, đã nói cái này rồi, chứ nói lại làm gì nữa. Thế cho nên con người chúng ta mà ai mà buông được cái bản ngã là người đứa đó được tự do. Bởi vì chúng ta thường thường làm nô lệ cho nó. Giống như, giống như kiểu là đồng tiền đấy đúng không? Là mình phải chạy theo nó đúng không? Không, đồng tiền không nói. Cái mà mình hơn thua đấy. Giống như trong lúc cái anh nói với tôi nói với anh mà tôi cứ ưa hơn anh. Đấy là cái bản ngã. Nhưng mà như sư cho em hỏi là sư đã vượt qua được cái bản ngã chưa? Tại đó sư biết chứ làm sao nói cho con biết được. Nhưng mà sư có thể nói là sư đã qua được bản ngã chưa? Thì cái đó như sư nói có đúng không? Dạ. Thì con có biết không? Con không biết. Sư nói không thì chứ con không biết. Nhưng mà con đang muốn hỏi sư là sư cảm nhận bằng cái tâm của mình là sư có cảm thấy rằng là mình đã vượt qua được bản ngã chưa? Bởi vì á, có nhiều người rất là hỏi như vậy, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà cái chỗ mà mình buông bỏ được bản ngã hay không á, là từ người đó biết, giống như sư đang uống nước nóng lạnh, đúng yeah. không? Thì sư tự biết, như sư nói ra cái nóng lạnh như thế này, như thế kia thì anh có biết được không? Không biết yeah. được. Dạ. Yeah. Đó. Đó cho nên cái chỗ này anh phải biết rõ được cái chỗ sư đang nói. Yeah. Bởi vì là bọn con thì cũng không phải là bên tu hành hay là bên đạo nào, hay là bọn con không được học về cái đấy. Bởi vì bọn con là không có biết cái bên đấy. Nếu mà là đi theo sư Minh Tuệ thì phải am hiểu một tí về Phật pháp. Không phải, là bọn con thứ nhất là cũng để gọi là cũng am hiểu thì nó chỉ là một phần rất là nhỏ thôi. Nên là không thể nào hiểu hết được, nên là mới có những cái nhiều cái câu hỏi á. Thì nó chỉ là sự vô tình mà hỏi thì các sư mới giải thích được. Như bọn con ở đây đi làm sao mà hiểu hết được những cái câu nói, những cái từ gì đó của bên mỗi một người họ tu thì họ sẽ tìm hiểu thì mới biết được như sư ấy. Chứ bọn con làm sao mà hiểu được những cái câu nói đó. Dạ sư cho con hỏi là 13 cái hạnh đầu đà sư là như thế nào à? Sư có thể nói để cho mọi người biết được không sư? Sư khi này nói rồi, 13 hạnh là nói tóm tắt thôi. Còn nếu mà khổ hạnh đầu đà là 84.000 cái khổ hạnh đầu đà. Ý không là 13 cái hạnh đầu đà nó tóm tắt là trong những cái đó thì thì làm những cái gì mà người thương mình không làm được đấy. Đấy, giống như ăn một ngày một bữa mình ăn làm được không? Mặc áo vén vén lấy rẻ vén đường là kể áo mình làm được không? Đấy, rồi là một tuần không tắm hay là một tháng không tắm gì đấy mình làm được không? Đấy, thì tất cả cái mà rồi ngủ góc cây, ngủ địa điểm mình làm được không? À nhưng mà con đấy. Nói sư là nếu như mà bà con một nhưng một, mà thực một tế ra là người ta không khổ đâu. Không khổ đâu. Mà người ta ngủ nơi góc cây cũng an lạc. Chính ra mình thấy người ta khổ, mình đang khổ đấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà con có một cái con làm được giống như thầy là con một tháng không tắm được nhưng mà mọi người chạy hết. Còn thầy Minh Tuệ là một tháng tắm mà vẫn người nhiều người theo. Bây giờ mà anh về ăn chay cho tôi 3 tháng. Yeah. Không dùng cả thịt thì cái mồ hôi anh đổi khác liền. Yeah. Cái mồ hôi tuyến mồ hôi mình là theo cái cơ địa của mình ăn cái gì thì nó sẽ thải ra cái đó. Đúng là khẩu vị nó tiết ra. Và đó, chứ không có cái gì là siêu cả. Anh ăn cho tôi một năm coi, ăn trái trường một năm xem. Ăn cơm với rau xem coi mồ hôi anh có hôi không? Con ăn một năm là giờ con không còn thấy con đâu nữa thì làm sao mà biết được? Có đi vô chùa đi ngang các vị sư trụ trì á. Giống như về ăn tỏi nhá, ăn tỏi thiệt nhiều. Đấy, mồ hôi nó bốc ra hôi mùi tỏi luôn á. Dạ. Đấy là cái đó là chứng minh về khoa học. Chứ không phải là nói vừa nói tâm linh gì vậy đó. Dạ. Đọc cái câu hỏi ạ. Tỏi có hôi đắt không thầy? Đấy. Hỏi tầm bậy quá. Hỏi mà không có tới gì hết trơn á. Rồi. Đi cảm ơn. Cảm ơn sư thầy đã chia sẻ nhé. Ăn cái gì nó phải. Không phải em đấy không?